nó không biết nó mổ có hư được cái camera của mình không đó, ghê không các bạn? Ghê gớm không, ghê gớm không? Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem cái tổ chim quốc á, xem con của nó lớn như thế nào các bạn nhé. Mình đã phát hiện ra tổ chim quốc khá là lâu rồi, và cách đây 5 ngày á là mình đã thấy nó nở được 3 con rồi đó. Thì hôm nay là được 5 ngày, mình nghĩ là nó con nó khá là lớn và có thể là nó mọc lông mọc cánh, sắp biết bay biết biết gì đó, mình nghĩ là như vậy đó. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn ra xem cái tổ của nó nhé, hy vọng là con nó chưa bay. Đấy, cái tổ nó ở phía trước này các bạn. Mình nhìn thấy mấy con này các bạn ơi. À, nó chưa bay. Nhưng mà nó khá là lớn này kìa. Ha, ủa, có 2 con à? Bữa hai con ừ. Có 2 con à các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy 2 con đang ở trong tổ không? Thế này. Đấy, nó đang nhìn mình à. Ui, nó giơ cánh, nó vươn cổ lên các bạn thấy không? Giống như kiểu là nó sợ mình rồi, nó đang đề phòng mình á. Đấy. Ui, bữa nay nhìn lớn nên nhìn cưng phết nhỉ. Bữa trước nó nhỏ nhỏ, nhìn nó không có đẹp như này đâu các bạn. Ủa, cái lông trắng mà nó đang ra cái gọi là cái lông gì ta? Lông đó là lông lông tơ. Thì cách đây mấy hôm á, cái hôm mà mình xuống phát hiện là tổ chim nó nở á, thì mình thấy có một ai đó đặt cái nói chung là cái dây dợ tùm lum tùm la để kiểu như làm thít nít để bắt bắt con mẹ của nó, nhưng mà mình đã gỡ đi rồi. À mọi người ơi, có 3 con chứ không phải 2 con đâu nhá, một con đang bị rớt xuống dưới kìa. Bây giờ mình muốn xuống cứu nó nhưng mà một cái con nó rớt ở góc kia kìa. Đấy đấy đấy, cho tay đầu ngón tay mình chỉ á. Nhưng mà mình sợ xuống á thì các bạn nhìn thấy nó vươn người lên không? Mình sợ nó nhảy xuống ao mất công chết, nó lại còn tội hơn nữa. Nhưng mà con kia sắp rớt xuống dưới rồi kìa. Để mình xuống thử xem nó có chạy không nhé. Ok. Ui, các bạn nhìn kìa. Mình vừa mới định. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Mình vừa mới định gọi là bước xuống thôi, nhìn nó đứng dậy kìa. Nhìn này, không biết nó có nhảy ra khỏi tổ không? Mình nghĩ là, hy vọng là không. Đấy 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 đấy. Mình sợ nó nhảy ra khỏi tổ quá. Nó mà nhảy xuống ao cái mình không biết cứu nó làm sao luôn các bạn. Mà một con kia, 2 con sắp rớt luôn này. Nhưng mà con này thì nó lớn rồi, chắc là nó đủ khả năng để nó lên được rồi. Ây da, không biết được không? Đấy, nhìn thấy nó ghê không? Úi, nó há miệng ra kìa. Để xem nào. Nó kiểu như nó đang đang muốn trong cái tư thế kiểu như là định tấn công mình á. Mình thấy cái giống chim này nó rất là ghê nha. Bữa mình tới sát tổ mà con mẹ nó không bay, bữa nay thì 2 con rất là ghê gớm luôn. Ấy, nhìn nhìn kìa. Ấy, thấy không? Như kiểu nó đang đang định định tấn công mình á. Mình cách nó có khoảng 2 mét thôi các bạn. Rồi, để tới sát xem nào. Tao không làm hại chúng mày đâu. Ấy, các bạn nhìn này. Các bạn thấy một con đang bị rớt xuống dưới không? Chắc là khó nhìn tại vì cỏ nó che mất rồi. Kia kìa. Đây để mình sờ thử xem chúng nó thế nào nhé. Nhẹ nhàng thôi. Ghê chưa? Xem nó có dám mổ mình không nhé. Xem nó có dám mổ tay mình không nhé. Đấy là nì lắm nha. Giống này nó nì lắm các bạn. Cái mỏ miệng nữa kìa. Giống này ghê thiệt chứ. Lần đầu mình thấy một giống chim mà kiểu dữ như này nha các bạn nha. Tất nhiên mình cũng chưa va chạm quá nhiều loại chim, nhưng mà lần đầu mình thấy chim này nó dữ. Đây này, cái con mắc kẹt này các bạn này, nhìn thấy không? Đây này. Cho các bạn coi này. Đấy, để mình cứu nó lên nhá. Mà mình sợ mình bắt nó, 2 con kia lại nhảy xuống dưới. À, làm hành động thân thiện với chúng nó xem sao. Tao không làm hại chúng mày đâu. Ok.
Con ở phía dưới thì rất là ghê, nó kêu rất là to. Rồi. Giờ sao ta? À. Cho nó dám mổ. Này các bạn này. Ôi. Ấy. Ba con nhá, con kia, cái con mắc kẹt hình như là con bự nhất á, hình như là nó to nhất, đâm ra nó năng động á, nó nhảy xuống. Nó bị rớt xuống dưới. Bây giờ mình chết rồi. Chắc là mình đi lên đấy chứ không, mình sợ ba con cùng rớt xuống ao luôn quá. Nhưng mà to như này thì mình nghĩ là nó cũng có thể là biết bơi gì đấy. Cái giống này, giống chim này hình như nó ở hồ hiếc quen á. Khả năng bơi của nó tốt lắm. Để mình bắt chúng nó lên nhé. Kìa. Bạn thấy không? Để mình bắt nó lên tổ. Lên, đi lên. À, nó mổ mình luôn này. Kìa không? Kìa không? Để mình bỏ bớt cái ná đi cho các bạn nhìn này. Quý. Các bạn thấy con này ghê không? Đấy. Nó cắn mình này, nó mổ mình luôn này. À, hai con này thì có vẻ hiền hơn. Tao chỉ cứu mày thôi. Tao không có bắt chúng mày đâu. Wow. Đây này các bạn. Cái miệng nó này. Nhìn này. Úi. Úi. À. Nó mổ, nó không biết nó mổ có hư được cái camera của mình không. Đó. Ghê không các bạn? Ghê gớm không? Ghê gớm không? À. Cho bạn coi này, chân nó rất là dài luôn nhá. Úi. Rồi. Đấy, 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 đấy. Đấy các bạn này. Nhìn thấy không? Thử xem ba con uống mổ không? Nó mổ này. Ghê thế đấy chứ. Ấy. Nhìn này. Úi. Ghê không, ghê không? Cái con đấy là con ghê nhất, xong đến đến con này này, còn con kia thì thấy nó cũng bình thường. Nên tổ đi bọn mày. Ơi, nên đây, tao không có giết hại chúng mày đâu. Tao không có bắt hại chúng mày đâu. Tao quay cho mọi người coi thôi. Chúng mày đừng lên tivi đấy. Đấy. Nói chung nhìn cũng thích thích nhỉ. Mình cũng có ý định muốn bắt nó về nuôi nhưng mà thôi mình sợ nuôi không có được á. Để cho mẹ nó chăm. Chưa mất công về chăm không được chết tội nó lắm. Nghịch chúng nó một chút thôi. Úi, ui, ghê chưa, để tay xa này mà nó lại mổ này. Thử xem mổ có đau không nào. À, thử xem. Ôi, thôi thôi đừng có nùi nữa, xuống ao đấy cu. Ai. Ghê thiệt, ghê thiệt. À, thử thử cái cây cho nó mổ này. À, nó khôn ghê nhỉ. Nó biết phân biệt đấy. Mình thò tay vào nó mới mổ chứ còn mình ấy cây này không mổ này các bạn này. Đấy. Rồi. Thôi. Bye bye bọn mày. Và tổ đi không rớt. Bây giờ nó mình thấy nó đi khá là tốt nhưng mà thôi, chắc là mình không có đụng đến nó sẽ tốt hơn đấy. Thôi. Rồi, lên trên bờ đã. Ôi. Thì hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn coi về cái tổ chim vậy thôi. Và cho các bạn coi con chim lớn nó như thế nào á. Thì nếu mà mọi người thấy cái video này nói chung là có cái gì đấy các bạn thích đi. Thì đừng quên like và đăng ký kênh để coi những video sắp tới của mình nhé.
Mình luôn muốn chia sẻ những cái cuộc sống nói chung là về thiên nhiên, về động vật rồi nói chung là trải nghiệm cuộc sống miền quê đó, muốn chia sẻ tới cho mọi người. Và mình cũng hy vọng là tổ chim này nó sẽ bay được. Nếu mà bạn nào chưa coi video hôm trước của mình mà mình giải cứu cái tổ chim này á thì có thể vô kênh của mình coi lại nhé. Hôm trước mình có nói chung là mình thấy có một cái người nào đó người ta đặt cái dây á, đặt dây dợ tùm lum, dây thít nít này này ở xung quanh tổ nó để khi con mẹ nó vô á là chắc chắn con mẹ nó sẽ bị mắc mắc phải cái dây đó và người ta bắt con mẹ á. Mình thì không có muốn làm như vậy, đâm ra là mình bỏ đi rồi. Mình tháo nó đi để cho con mẹ nó nuôi mấy con. Đấy. Rồi. Cảm ơn mọi người đã coi cái video này của mình. Đừng quên đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye mọi người.